bà con đi cùng đi chơi cùng nhà bây giờ đây là ông anh rể, đây là cháu nhà nước cháu mà không biết tính rồi anh ấy ngồi kia kia. Dạ. Ba. Mười hai. Gia Lai thời lúc nào? Hả? À, con đi cùng đi chơi cùng nhà bây giờ. Thôi. Em. Bông kia, cái kia rồi. Là em chỉ biết mỗi cái đấy 150 thôi còn không. Gia Lai thời lúc nào? Đây là ông anh rể, đây là cháu nhà nước cháu mà không biết tính rồi anh ấy ngồi kia kia. Dạ. Ba. Mười hai. Gia Lai thời lúc nào? Hả? Bà con đi cùng đi chơi cùng nhà bây giờ. Thôi. Bông kia, cái kia rồi. Là em chỉ biết mỗi cái đấy 150 thôi còn không. Gia Lai thời lúc nào? Thank you.